Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý trong bản tin nhanh lúc 20 giờ hàng ngày của truyền hình Công an nhân dân. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội vừa bóc gỡ thành công đường dây vận chuyển buôn bán ma túy, thu giữ gần 800 kg cần sa và bắt giữ 12 đối tượng có liên quan. Ngoài tăng vật là gần 800 kg ma túy cần sa, lực lượng chức năng còn thu giữ một máy khò nhiệt, hai máy đóng gói chân không, sáu máy ép thủy lực, 10 cân điện tử cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến việc kinh doanh cần sa trái phép. Đối tượng cầm đầu đường dây điều hành các đối tượng cấp dưới qua các ứng dụng trên không gian mạng. Các đối tượng cấp dưới trực tiếp thuê các đối tượng lao động tự do chưa có tiền án tiền sự làm chân rết, tham gia đóng gói, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy nhằm tạo vỏ bọc, hạn chế sự phát hiện của lực lượng chức năng. Hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hà Nội đang tập trung củng cố tài liệu chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng và điều tra mở rộng, tổ chức truy bắt các đối tượng khác có liên quan. Còn tại tỉnh Đồng Nai, Công an thành phố Biên Hòa đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm Lê Điệp Hiếu, Phạm Viết Nghiêm, Nguyễn Đoàn Minh Nhật, Bùi Triệu Vi và Trần Tuấn Khang cùng chú tại tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó vào chiều ngày 28 tháng 6, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Biên Hòa phối hợp với công an phường Trảng Dài tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà không số ở khu phố 4C, phường Trảng Dài thành phố Biên Hòa, bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tăng vật có liên quan. Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt Trần Văn Việt, 55 tuổi, trú tại tỉnh Bến Tre, 13 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, vào ngày 13 tháng 5 năm 2023, Trần Văn Việt và anh Văn Bá Hạnh chú tại huyện Bù đăng cùng ông Nguyễn Văn Sáu uống rượu với nhau tại tròi rẫy. Trong lúc nhậu, cả ba xảy ra mâu thuẫn đánh nhau nhưng không gây thương tích. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, sau khi ông Sáu về trước thì giữa Việt và anh Hạnh lại tiếp tục cãi nhau và xô sát khiến anh Hạnh ngã xuống đất tử vong sau đó. Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Giang tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để mở rộng điều tra. Căn cứ tính chất mức độ của hành vi sai phạm, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Thị Hoa, Phó giám đốc Sở Tài chính, Phạm Văn Khuông, nguyên phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Nguyễn Thị Kim Tuyến, phó trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, Giáo dục dân tộc thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang về hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2021. Hành vi sai phạm của các bị can đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền đặc biệt lớn và vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra mở rộng. Còn tại tỉnh An Giang, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trợ Mới vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hoàng Ảo, chú tại huyện Trợ Mới về tội tổ chức đánh bạc. Trước đó vào chiều ngày 23 tháng 12 năm 2021, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng công an huyện Trợ Mới đã đến hiện trường bắt quả tang 14 đối tượng đang thực hiện hành vi lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một chén sành, ba hột xí ngầu, 13 xe mô tô, thu trên chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền gần 70 triệu đồng. Qua làm việc các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ khai nhận sới bạc trên do Lê Hoàng Ảo là người đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau để lấy tiền sâu.